Hello mọi người, hôm nay bên Điện nước Vạn Phát sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng bơm chuyên về hút nước giếng khoan. Nhưng mà nói hút nước giếng khoan nhưng mà có thể tưới hút nước ao hồ và nước sông suối được nhé. Thì bên mình chuyên về cung cấp các dòng máy bơm nước rất là nhiều loại nhé, có cả bơm chìm rồi rất là nhiều nhé, bơm chìm này, cái này là bơm chìm nội địa Nhật nhé. Còn đây là bơm chìm nước thải rất nhiều nhé. Nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng bơm về nước giếng thôi, nước giếng khoan. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ với Điện nước Toàn Phát để mình xin được tư vấn và chia sẻ cho mọi người. Mọi người có nhu cầu thì nhiều khi không phù hợp với con chọn con bơm nào phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhà mình. Thì trước tiên mình giới thiệu cho mọi người một con máy khía công suất là 1,5 người. Đây, con này là máy khía nhé. Máy khía là sao? Máy khía nghĩa là cái vỏ này là bằng có khía này, có khía. Khía này bằng nhôm, nó có tác dụng là giải nhiệt. Giải nhiệt cho cuộn dây và làm mát cuộn dây. Và cái hình dáng nó thì cũng nhìn nó đẹp nhé. Thì cánh quạt là 1,5 người. Cánh này bằng nhôm nhé, bằng nhôm, công suất là 1,5 người. Cánh ly tâm. Con này công suất là 1,5 người là máy khía. Rồi còn đây là con máy trơn, dòng máy trơn công suất cùng 1,5 người luôn, một đầu bơm. Máy trơn nghĩa là cái vỏ này bằng nhôm, nó trơn nhé. Và một loại nữa đó là máy cũng vỏ trơn nhưng mà máy hai đầu. Hai đầu nghĩa là có hai đầu bơm, bên này một đầu bơm và bên này một đầu bơm. Ở phía trước có một đầu bơm là một công suất là cánh nó là 1,5 người và phía sau có một đầu bơm là cánh nó là 1 ngựa. Đó, tổng công suất của máy này là 2 ngựa. Thì bây giờ mình sẽ nói về phần so sánh giữa máy 1,5 người và hai đầu nhé. Thì về cái lượng nước á, thì cái máy 1,5 người này á, nó hút sâu nó được khoảng 20 mét và đẩy lên cao được khoảng lầu 3 là với một chuồng cu rồi, là lầu 4 là khoảng 16-17 mét là nó lên ok ngon lành. Còn nếu đẩy cao hơn nữa thì nó lên cũng được nhưng mà lên yếu, thì mọi người phải sử dụng con máy hai đầu là con máy này. Máy này hai đầu bơm, nghĩa là một đầu này hút là công suất nó 1,5 người bằng với con máy 1,5 người này. Rồi ở phía đầu, cái đầu phía sau này nó sẽ đẩy phù lên cho cái đầu phía trước là nó sẽ mạnh hơn. Thì con máy này đó là nó đẩy lên được khoảng lầu 5. Đó. Lên lầu 5 là nó đẩy được rất là khỏe nhé, ok luôn nhé. Còn hút nước thì giếng khoan mực nước sâu khoảng 23 mét, 25 mét đổ lại là nó hút ok. Thì hai đầu này thì cũng cánh nhôm luôn nhé, cánh nhôm, hai đầu lên cánh nhôm hết. Còn mọi người muốn có nhu cầu muốn thay thế bằng cánh inox hoặc là cánh bằng đồng thau thì bên đặt cho bên mình sẽ làm bằng cánh đồng hoặc là cánh inox, đó tùy theo nhu cầu của mọi người. Bên mình máy thì đây, có bên này thì mình đã quấn lại rồi, mình đã quấn rồi nhé.
Máy này thì mình đã quân xong rồi, thành thành sản phẩm rồi. Mọi người có nhu cầu gọi điện thoại là mình chỉ cần đóng hàng là mình giao cho mọi người thôi. Còn mọi người muốn mua phôi, thợ thuyền muốn mua phôi mua vỏ thì mình cũng có phôi vỏ đây, mình chưa quấn, mình sẽ lấy về mình sẽ bán lại cho mọi người. Rồi thì mình cũng nói giá luôn, thì sản phẩm bên mình á, là về chất lượng á, thì mình dám đảm bảo cho mọi người là xài dây đồng cuộn dây của Đài Loan, quấn dây đồng 100%. Máy mình bao xài bao đổi trong vòng 12 tháng, mọi người có nhu cầu vì như muốn thay đổi cánh hoặc bật đàn phốt hoặc là gì, mọi người muốn sửa chữa hoặc muốn thay đổi gì đó, hoặc trong kỹ thuật trục trặc gì, alo cho mình hoặc gửi lại cho mình sẽ trả lại tiền hoặc là mình sẽ bảo hành cho mọi người chu đáo, mọi người không mất một đồng tiền ship hay là một cái gì hết trơn đó. Còn mọi người nhận hàng, mọi người có thể mở ra kiểm tra cho máy chạy test thử, ok thì gửi trả tiền cho mình. Còn nếu không ok, mọi người gửi trả lại cho mình, không sao hết. Bây giờ mình sẽ báo giá chi tiết cho mọi người tham khảo nhé. Với con máy khía, vỏ khía này nè, công suất là 1,5 HP, bên mình bán với giá là 1.900.000. 1.900.000 con máy khía này, một công suất 1,5 HP nhé, bao gồm ship, gồm phí ship luôn nhé. Và con vỏ trơn 1,5 HP này là bên mình bán với giá là 1.700.000. 1.700.000 bao ship cho mọi người luôn. Rồi con máy hai đầu bơm vỏ trơn này bên mình bán với giá là 2.200.000. 2.200.000 là bao gồm cả phí ship nhé, phí ship hoặc là gửi xe đến cho mọi người luôn, là mình dám đảm bảo là giá rẻ nhất thành phố Hồ Chí Minh. Mình so sánh giữa con máy, mọi người có nhiều người á, nhiều bà con thắc mắc mà tại sao máy, con máy hai đầu này và hai đầu này và con máy 1.500.000 này nó khác nhau ở chỗ nào, thì mình so sánh luôn ha. Thì con máy hai đầu á, thứ nhất á là nó mạnh về công suất á, thì nó mạnh, nó hút được sâu hơn, nó hút được khoảng 25 m đổ lại nước tĩnh. Còn con máy 1.500.000 này á, nó chỉ hút được khoảng là 20 m đổ lại thôi, 23 m, 20 m, 20 m thôi, và nó đẩy cao được khoảng lầu 3, lầu 4 thôi là hết cỡ rồi. Còn con máy hai đầu này á, nó có cái đầu phù ở dưới này, nó đẩy cao hơn, là hút sâu hơn, nên nó có thể đổ được, đẩy được lên tới lầu 5, mà có thể một đầu 5 thêm một chuồng cu nữa nó vẫn đẩy được. Và mực nước tĩnh hút nó khoảng 25 m. Còn con 1.500.000 này thì nó hút chừng chừng khoảng 20 m đổ lại thôi nhé. Còn sâu nữa thì nó vẫn được nhưng mà yếu. Thì tất cả các sản phẩm bên mình á, thì đều quấn bằng dây đồng 100%. Mọi người cứ kiểm tra hàng và test thử. Còn nếu mà có lỗi mình xin đền một cặp đôi. Mọi người cứ yên tâm sử dụng bên máy bơm của Điện nước Toàn Phát. Thì mọi người ở dưới quê hoặc là ở tỉnh xa mình cũng gửi hàng về xe hoặc bưu điện. Mọi người kiểm tra hàng là nhận hàng thôi. Còn mọi người không biết phải mua con máy 1.500.000 này hay là con máy hai đầu thì cứ alo cho Điện nước Toàn Phát. Mình sẽ tư vấn cho mọi người để mình lấy con máy nào đó phù hợp với cái nhu cầu mục đích sử dụng của mình. Nhiều khi nó nhỏ quá cũng không được, mà nó lớn quá thì nó phí lắm. Nhưng là tốn điện, thứ hai là tốn tiền. Thực tế như vậy đó. Nên mình nói nếu giếng khoan của mọi người ở dưới quê hoặc ở khu vực nào đó giếng khoan sâu bao nhiêu không quan trọng, sâu 30 m, 40 m, 50 m hoặc là 100 m không quan trọng. Quan trọng ở chỗ là cái mực nước tĩnh. Mực nước tĩnh là mực nước ngầm á. Khi mực nước ngầm ở cái khu vực đó
từ mặt đất xuống cái nước ngầm đó là bao nhiêu mét. Mình ví dụ như là mình khoan 30 mét, nhưng mực nước ngầm ở đó là 15 mét, 16 mét. À, thì mình nên sử dụng cái con máy 1,5 người này thôi là nó hút thoải mái rồi, đủ mạnh đẩy lên lầu 3 cho mọi người. Còn nếu mình cũng khoan giếng ở đó là 30-40 mét, 50 mét, nhưng mà mực nước tĩnh á, nước ngầm nó cũng là 15-16 mét, nhưng nhà mình xài lên tới lầu 5, lầu 4, lầu 5 à, thì mình nên xài con máy hai đầu bơm này à, tại vì hai đầu bơm này á, nó sẽ có một cái đầu phía sau nhỏ, nó sẽ trợ lực đẩy phụ cho mình lên lầu 4, lầu 5 là nó sẽ mạnh hơn đó. Còn nếu mọi người khoan giếng 70-80 mét, 100 mét hay là 150 mét, nhưng cái mực nước ngầm ở đó nó cũng chỉ 15, 16, 20 mét á, mà nếu nhà mình cấp 4 hoặc nhà một lầu thì mình cũng nên lấy con 1,5 người thôi, công suất 1,5 người. Còn nếu nhà mình mà lầu 3, lầu 4, lầu 5 thì mình nên lấy con hai đầu này đó. Như vậy thì nó mới phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Mình lấy con này về mà mình để lên nhà mình cấp 4 hay nhà một lầu thì nó phí lắm. Thứ nhất là tốn điện, thứ hai hút nó mạnh quá, nó bị ảnh hưởng tới cái bộ hút sâu của cái giếng. Bộ hút sâu là cái này, nó bị ảnh hưởng cái răng này, nếu hút mạnh quá, đẩy cao quá thì nó bị hư cái răng này ha, nó bị mất nước, nó sẽ nước không lên. Đó, đó là cái nhu cầu sử dụng của mình. Đó, tùy nhu cầu sử dụng của mọi người, tùy theo nhà cao tầng hay nhà thấp, một lầu hay là ba lầu, để mình chọn cái con bơm phù hợp và cái mực nước tĩnh ở đó. Đó là mình giới thiệu chi tiết như vậy cho mọi người về máy bơm. Đó, thì bên mình có rất là nhiều loại nhé. Đó, cái loại có loại mà một đầu bơm mà 2 ngựa luôn này, cũng có luôn. Rồi bơm chìm ha, bơm chìm đây, đây là bơm chìm nhé. Rồi còn đây là bơm bã nhật. Mọi người có xài bơm bã nhật thì cũng alo cho điện nước Toàn Phát luôn. Rồi. Hiện tại con bơm bã nhật này á, bên mình với công suất là 1 ngựa 750W thì bên mình bán là 1.050.000 là bao ship luôn. Mình có rất là nhiều loại bơm và công suất. Ở bên cạnh những máy bơm về chuyên hút nước giếng này thì mình còn giới thiệu cho mọi người một kho của mình nữa là bơm chìm đó, và bơm bã nhật. Bơm chìm thì mình có cũng nhiều công suất lắm, công suất từ 1 ngựa cho đến 3 ngựa 3 pha. 3 pha thì mọi người có điện 3 pha thì mọi người mua 3 pha, mọi người không có điện 3 pha thì mọi người mua 1 pha thôi. Và bơm chìm thì có 2 loại, một loại là chuyên cho nước thải là cái ống nó lớn, ống ra hồng 90. Cái lưu lượng nước của cái mà con máy, hai con này là con 2 ngựa, con kia là con 3 ngựa, thì nó ra lưu lượng nước nó khoảng 45 đến 50 khối đến 1 giờ là con 1 pha. Còn nếu 3 pha thì nó sẽ mạnh hơn chút xíu, xài nó ổn định hơn. Đó. Rồi con này là con 1 ngựa, con 1 ngựa của bơm tưới bơm nước sạch đó. Mình tưới bét, tưới vườn hoặc là tưới cây hoặc bơm nước sạch lên lầu. Và con này là ly tâm, con này công suất 1,5 ngựa, con này 2 ngựa, nó đẩy lên được. Con này 1,5 ngựa này, lộn, con này công suất 1,5 ngựa, nó đẩy lên được lầu 4, lầu 5 nhé. Còn con này thì 2 ngựa, nó hút, nếu hút nước hầm hoặc hồ nước sạch á, nó đẩy lên được khoảng lầu 6, lầu 7, rất là khỏe nha, rất là mạnh luôn á. Mình cũng nói giá luôn, thì con này bên mình á,
là con nước thải này hai ngựa này, hồng ra 90, hồng ra nó là 90, thì bên mình bán đăng giá là 2,2 triệu, 2,2 triệu bao ship cho mọi người. Còn con kia là ba ngựa ba pha, mình bán 2,5 triệu bao ship cho mọi người luôn. Rồi con ly tâm bơm nước sạch này, con này là 1,7 triệu, và con kia con này là cũng 2,2 triệu, hai ngựa. Rất là nhiều loại nhé. Có nhiều người hỏi là bảo là rồi mọi người có nhu cầu thì liên hệ với Điện nước Toàn Phát để được mình xin được tư vấn rõ hơn, và xem nếu mọi người ủng hộ Điện nước Toàn Phát bằng cách bấm nút đăng ký, bấm like và chia sẻ cho mình để cho bà con họ biết là mình có cung cấp những loại máy bơm như vậy, bán máy bơm như vậy với giá rẻ và chất lượng. Đánh giá của mọi người là mình rất vui và cảm ơn mọi người rất nhiều.